Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta vào bài 178 về tập tính của con lừa mà vị tỳ kheo nên học. Ông vua mới nói: Thưa đại đức, ý nói tập tính như con lừa là thế nào hả đại đức? Na Tiên nói: Tâu đại vương, nghĩa là vị tỳ kheo phải tập theo, phải sống theo một điểm, một điều, một chi đặc biệt của con lừa. Vâng, một điểm, một điều, một chi đặc biệt của con lừa. Con lừa không bao giờ kén chọn chỗ nằm. Con lừa nó có đặc tính là không bao giờ kén chọn chỗ nằm. Đại chúng ở đây có ai nuôi lừa không? Nhìn thấy con lừa thì có nhìn, nhưng mà nuôi thì chắc chưa ai nuôi. Vâng. Con lừa nó không bao giờ nó kén chọn cái chỗ nằm cả. Nó có thể nằm nơi đống rác, ngã tư đường, pháp trường, nơi cửa nhà hoặc nơi đống chấu hay bất kỳ đâu cũng được. Nhưng lừa thường không nằm lâu quá, nằm nhiều quá nó đứng dậy rồi đi sang chỗ khác. Một vị tỳ khưu sống ở đời tri túc thì cũng không dính mắc vào chỗ ở, đừng quan trọng hóa cái thân, không ở lâu một nơi, ngủ nghỉ chút ít cũng y như thế. Nằm trên lớp cỏ, nằm trên cây, trải ra trên giường ghế hoặc trên đống lá, vân vân. Nghĩa là ở đâu cũng được, ở đâu cũng vô ngại. Điều quan trọng là đừng ngủ nghỉ quá lâu, quá nhiều, thường thức tỉnh để đi kinh hành, thiền tọa hoặc rời sang chú xứ khác. Ở đây Na Tiên nói một vị tỳ kheo, tức là một thầy tu này, nên học cái tập tính tốt của con lừa. Nó có mấy đặc tính. Con lừa thứ nhất là không chọn chỗ nằm, nó không kén chọn, nằm đâu cũng được, thưa đại chúng. Đó, con lừa nó đi đường nên mệt là nó nằm chỗ nào cũng nằm, không phải chỗ sạch, chỗ phẳng, chỗ mát đâu, nằm là nằm. Đó. Thứ hai là nó nằm thế nào, nó không nằm lâu, không bao giờ nằm lâu, nằm lúc thôi. Đấy. Thứ ba là xong rồi nó đứng dậy, nó lại đi ra chỗ khác. Đấy là tính của con lừa. Người ta bảo lừa ưa nặng, phải không? Ngu như lừa. Nhưng mà con lừa nó ngu nhưng mà lại có cái tính hay của nó. Đó là nó rất vô tư, không xem trọng cái thân của nó. Chất cái gì lên thân của nó cũng trả hết, phải không? Chúng ta thì xem trọng cái thân mình quá. Động đến cái thân này ấy, một chút gì là không chịu được. Con lừa nó khác đấy. Cho nên mình phải học cái tính con lừa là chịu đựng, cái tính chịu đựng của nó. Nó không xem trọng cái thân của nó, nằm đâu cũng được. Thì ở đây Na Tiên nói một thầy tỳ khưu á, mà biết tri túc, biết đủ, thì thầy này phải học tính con lừa, nằm ở đâu cũng được, ngủ chỗ nào cũng có thể ngủ được, không kén chọn chỗ ngủ, không được ngủ lâu. Wow. Ngủ một chút chút rồi lại phải dậy đi kinh hành. Thì kính thưa đại chúng, hiện nay chư tăng chùa mình cũng đang thực hành cái hạnh này của con lừa đấy ạ. Chư tăng chùa mình ở trong rừng, ngủ trong rừng, nghe à? Ngủ dưới gốc cây, không được kén chọn chỗ, nghe à? Không kén chọn chỗ. Thầy bắt vào rừng này tu là phải ngủ trong cái khu rừng này. Rừng ấy rậm rạp, wow, cây cối rậm rạp, ẩm ướt cũng phải nằm. Cho nên cái rừng kia khô ráo hơn thì được nằm trên rừng khô ráo hơn. Vào cho nằm ở đất đồi trống thì nằm ở đồi trống. Chứ tăng nhà mình bây giờ đấy, một mảnh áo mưa, một cái gọi là một cái bạt đấy, nằm thế nào cũng được, không kén chọn đấy. Rồi nằm thì một chỗ nằm ba đêm thôi, hết ba đêm lại chuyển chỗ khác, dịch chỗ khác, không kén chọn. Và tập xem nhẹ cái thân của mình đi. Đấy là thật, thưa đại chúng. Thường chúng ta biết đấy, chúng ta xem cái lịch sử phát triển của cái giường ngủ của chúng ta. Đến bây giờ nó giường nó trở thành giống như cái long sàng. Thầy đã vào nhiều nhà Phật tử nhìn cái giường ngủ nó quá sang trọng. Nó như là cái giường của vua ngày xưa, gọi là long sàng. Nó cũng chỉ để ngủ thôi. Thế nhưng các thầy lăn xuống đất, có một miếng bạt cũng ngủ, mà nhiều khi lại ngủ ngon hơn chúng ta. Chúng ta nằm giường êm nệm ấm lại trằn trọc, không ngủ được. Thế nhưng các thầy vào rừng lên núi tu thì lăn chỗ nào ngủ cũng được, mà rất dễ ngủ, xem nhẹ.
Cho nên nếu mà có duyên phải đi Phật sự, đến nhà Phật tử thì nhà Phật tử không có giường, các thầy vẫn ngủ được, lăn xuống đất. Lăn xuống đất ngủ luôn, không lo gì cả. Dễ. Đấy, cái này là phải như vậy. Đấy, người tu phải có cái này. Thì thưa đại chúng, hiện nay thì chư tăng của chùa mình đang thực hành cả cái hạnh này, như tỳ kheo Na Tiên dạy vậy đó. Ngủ đâu cũng được, không kén chọn chỗ, không ngủ lâu. Nửa đêm phải thức dậy đi kinh hành, thưa đại chúng. Đấy. 10, 11 giờ đi nằm ngủ một chút. À, đến 12 giờ phải thức dậy đi kinh hành. Không được ngủ đẫy giấc đâu. Đấy. Đấy, đấy là chuyện thật. Nhưng ai mà đã lên rừng vào tu tập gặp chư tăng thì biết rồi, đấy là chuyện thật. Cái hạnh này là chúng ta đang thực hành. Đức Phật có dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy coi thân này như khúc cây, như khúc củi, để ở đâu cũng được, đặt ở đâu cũng được, nằm ở đâu cũng xong. Nhưng các thầy phải cố gắng tu tập chỉ tịnh quán minh, ấy mới thật là chỗ nằm, chỗ nghỉ của các thầy đấy. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, xem nhẹ cái thân này đi. Người tu mà quá xem trọng cái thân này, thưa đại chúng, yêu quý cái thân này quá, thì cũng không tu được. Chấp vào cái thân này nhiều quá, không tu được. Cho nên Thầy mới nói là ba cái chướng ngại ngăn chặn người ta chứng thánh quả, sơ quả. Đó là giới cấm thủ, là nghi ngờ và thân kiến. Thì trong ba cái này ấy, nặng nhất là thân kiến, tức là cái kiến chấp về thân, mê lầm về thân, yêu quý cái thân này quá. Chứ còn nghi ngờ và giới cấm thủ rất dễ đoạn, nhưng còn cái chấp thân này nặng nhất. Vậy nên ấy, chùa chúng ta chư tăng thực hành cái pháp này để xem nhẹ cái thân này đi. Đấy, thưa đại chúng, rất đơn giản. Chư tăng chùa mình ba tấm y mặc quanh năm, rách vá chẳng vá đục vẫn phải mặc. Đấy, cái chuyện đấy là thật. Xem nhẹ cái thân đi thì anh mới chứng quả được chứ. Anh mà trọng cái thân quá làm sao anh chứng quả được đấy. Thân phải được xem nhẹ, anh mới ly được tất cả những cái dục phát sinh từ cái thân, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Đức Phật dạy này, các thầy phải xem nhẹ cái thân, xem nó như khúc cây, như khúc củi, quăng ở đâu cũng được mà, không phải kén chọn gì cả. Tu là như vậy, thưa đại chúng. Người tu là dần dần phải được tự tại như vậy. Chứ tu đi tu mà lại giường không có đệm, tôi không nằm được, thế thì làm sao mà tu? Có phải không? Thế thì làm sao gọi là vô ngại được? Đấy là bị chướng ngại thôi. Đúng không? Bị chướng ngại rồi đấy. Đó. Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất cũng dạy là các tỳ khưu ở đâu cũng phải tọa thiền, phải biết xa lìa những niềm vui hời hợt, phù phiếm, phải biết quên cái thân đi vì hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Tâu Đại Vương, một điểm, một điều, một chi của con lừa là như vậy đấy mà tỳ kheo phải học. Đấy, thì một vị tỳ kheo phải học. Các Phật tử có nên học không? Thầy nghĩ cũng nên học. Nghe không? Phật tử chúng ta đã là con Phật cũng tập dần cái tính vô ngại này, dễ dãi, không có khó khăn trong việc. Thôi ăn đâu cũng được, ngủ chỗ nào cũng có thể được. Nhưng mà đừng thành bê tha thế. Nghe không? Không phải ăn đâu cũng được là người ta rủ mình đi nhậu, không đi nhậu cũng phải thế. Nghe không? Mà đây là khắc kỷ với mình, không? Khắc kỷ với chính mình, nghiêm khắc với chính mình, không gây khó khăn cho người, không đòi hỏi gì. Đó, đấy mới là phẩm chất của người đệ tử Phật, tu học Phật đấy, thưa đại chúng. Thưa đại chúng. Đó. Thì đấy là tập tính của con lừa, bài 178. Tỳ kheo phải học, và Thầy nghĩ tất cả chúng ta cũng nên học nhé. Các Phật tử làm sao dễ cho Thầy cái chỗ này đi. Sau này có duyên đi đâu đó, cái vùng đấy người ta nghèo quá. Đấy, như Bác Tâm đi từ thiện đến vùng người ta nghèo quá, không có giường nằm, thôi trải ra làm đất, tôi cũng nằm được. Thế mới là đệ tử mà tập dần, phải rèn dần. Đó, không ngại. Mình đến cái vùng dân tộc người ta nghèo quá, bắt người ta phải có giường, có chiếu đầy đủ cho mình nằm, thì là mình bị chướng ngại thôi. Đấy là chân phải tập, phải rèn hết đấy. Thế nên muốn được giải thoát thì phải vô chướng ngại, còn chướng ngại là không giải thoát. Đây là rất thật đấy, nó rất logic đấy, chứ không phải cái gì xa xôi cả. Chân tu học Phật là nó được giải thoát dần dần là như vậy đấy, thưa đại chúng.
vô chướng ngại, vô quải ngại.